Hello, xin chào tất cả các quý khách đã quay lại với cửa hàng Mắt Kiến Thái Quang. Thì hôm nay bên Liêm về một cái lô gọng của Polix ha, trồng Polaroid chuyên dụng để chuyên hoạt động ngoài trời ở trong mùa hè này ha. Thì cái trồng này, cái dòng này thì nó có rất nhiều kiểu đó, nhưng mà đa số là những cái kiểu mà rất là ôm khuôn mặt và rất là mo ha. Mọi người coi nè, phía trước ha, nó che tới hai bên luôn khi mà mình đeo vào khuôn mặt nha. Đó, mọi người sẽ thấy đó. Nên nó sẽ không chỉ che phần nắng gió bụi phía trước mà nó còn che được hai mặt ha. Thì kiểu rất là nhiều đó. Những cái lô gọng này thì rất là hot đó, nên khách hàng bên Liêm khách hàng liên tục. Thì mỗi lần Liêm về thì Liêm sẽ lựa những cái chất lượng rất là tốt nhất rồi đó, để cho những cái cây kính nó tới được tay khách hàng á, là những cái cây kính rất là chất lượng ha. Đó, mọi người coi cái khả năng đàn hồi của nó ha, nó có gọng lò xo nè. Hai là cái chồng chống tia xanh chuyên nghiệp nha. Đó, mọi người coi ở trong tia nắng phía sau, mọi người thấy không? Ở cái này nó sẽ chống được tia UV cao luôn ha, ha, cả mặt trước và mặt trong. Đó, mọi người xem lâu thì mọi người đã biết rồi. Đó, đây là những cái kiểu dáng rất là thể thao mạnh mẽ ha. Hai là cái chồng chống Polaroid chuyên dụng, mọi người coi. Đó, mọi người không thấy đúng không? Đó, mọi thấy con chim không? Đó, xuất hiện nè. Đó, mình hoàn toàn mình sẽ không thấy rồi đó, mọi người sẽ thấy đó. Ha, thì đó, mọi người sẽ thấy được những cái kính tính chất chuyên dụng đặc biệt của nó ha. Hai cái này là những cái dấu khắc ha, dấu khắc của cái trồng kính. Thì cái này thì nó sẽ không có file ha, tại vì cái này là dấu khắc ha. Nên mọi người sẽ thấy được đây là những cái kính rất là đẹp ha, rất là đẹp, rất là tốt đó. Hai là nhãn hiệu xuất xứ đầy đủ đó, rất là. Hai là cái vòng silicon này mình đeo rất là ôm và nó sẽ không đau tay. À, mọi người coi cái tính chất ôm của nó ha. Đeo vào khuôn mặt nó sẽ, tại dòng chuyên dụng thể thao mà, nên khi ôm vào thì nó sẽ không bị rơi rớt ha. Mình cảm thấy rất là ôm chặt trên khuôn mặt mình để sử dụng cho những hoạt động ngoài trời. Ở đây là cái kiểu này, nó có nhiều kiểu lắm ha. Đó, có những cái nhiều kiểu rất là đẹp luôn để mọi người lựa chọn ha. À, thì nhưng mà mọi người mua thì mọi người cũng biết rồi, đã mà cái giọng rộng nó hết kiểu đó thì rất khó kiếm lại đó, nên ai nhanh tay thì mình sẽ được chọn kiểu nhiều hơn. Còn những ai mà khi mà mình hết kiểu rồi mình cũng kén chọn thì mình cũng không còn kiểu đó nữa ha. Đó, cái đó là mình về một lô, nhưng mà chỉ có những cái lô, những cái cây mà nó không đạt chuẩn chất lượng á thì Liêm không có mang về. Thì Liêm vẫn mang về những cái cây mà nó chất lượng, khi mà tới tay khách hàng thì nó là cái vừa đảm bảo kỹ thuật, đảm bảo về thẩm mỹ ha. Đó, để cho Liêm nói để cho mọi người biết rõ về những cái cây kính như vậy ha. Đó, đều có khắc hết đầy đủ, rất là đẹp luôn nha. Đó, rất là đẹp luôn, những cây kính nào cũng tính chất chống tia UV ha, cao cấp ha. Đó, xong silicon mọi người coi ha. À, chống tia UV rất là cao cấp à, cây nào cũng vậy à, không chỉ riêng, tại nó cùng giá tiền, cùng tính chất của dòng kính à, cái này là hàng loại 1, rất là đẹp nha. Đó, mình sẽ một cây kính này mình hoạt động ngoài trời, mình đeo 1-2 năm là chuyện bình thường ha. À, mình coi à, không có nè à, khi mình vào nó mình sẽ thấy được ha. À, thì những cái này để thử những cái tính chất trồng Polaroid. Thì cái trồng Polaroid này nó sẽ chống lóa, chống tia phản xạ từ mặt nước ha. Mình mang đi câu cá hoặc đi trượt tuyết hoặc là chạy xe trên mặt đường thì nó sẽ chống đi những cái bức xạ có hại cho mắt và làm lóa cái tầm nhìn của mình ha. Cái kính này nó sẽ giải quyết triệt để những cái thông số đó, những cái khuyết điểm đó khi mà mình nhìn bằng mắt thường ha. Rồi, vậy thì Liêm đã giới thiệu xong về những cái logo này rồi. Em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khách nha.